nhiều cục kim cương đây. Ơ à, sao rơi ra duy nhất một cục vậy? Nhìn kỳ lạ vậy. Ơ à, kìa, cho tôi thêm nhiều đi. Tham lam. Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tính Tagamin đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là một cái video về Mini World sinh tồn YouTuber nha mọi người. Thì ok, thì hiện tại mình mới vừa vô server của Monster và nhận ra được một điều rất là buồn luôn. Đó chính là không hiểu sao căn nhà của mình đã bị tan tành mây khói. Nhà đã bị cháy hết rồi, trong mình vừa vô thì nhà đã cháy gần hết, thì mình không còn có dập kịp đó mọi người. Thì mình phải nhìn xuống phía dưới và thấy một căn sàn lava. Mình không hiểu ai lại làm cái chuyện như thế này nữa luôn đó. Rất là buồn luôn. Và mình không biết ai lại làm người cái chuyện này luôn. Nếu mọi người biết thì mọi người đừng quên để lại comment ở phía dưới để mình trả thù. Ôi giời ơi, cái căn nhà của mình xây cực kỳ đẹp, xây gọi là mất bao nhiêu công sức, thế mà bây giờ tan tành trong mây khói, chỉ còn lại một cái mái nhà và cái bức tường phía sau thôi. Ơi quá là buồn luôn. Mình không biết ai là người gây ra cái chuyện này như thế này nữa luôn á. Thì trong tập này gọi là mình khá là buồn, mình tính là sẽ không qua video rồi. Mình khá là buồn luôn khi có người đã phá căn nhà của mình, nhưng mà mình đã có một động lực, đó là tìm ra thủ phạm làm cái căn nhà của mình như thế này để mình còn báo thù. Rất là buồn luôn, ai lại làm căn nhà của mình thế này chứ. Ôi giời ơi. Và mình thấy có một cái bảng ở trên này và có ghi là cho tôi vay 5 cục sắt nhớ và 16 cục than. Mình không biết ai là người gây ra cái chuyện này luôn, bởi vì mình không rõ là Monster hay là R Gaming làm cái chuyện này nữa. Nhưng mà nó làm mất một cái dãy rương của mình, rất là buồn. Vậy là cái dãy đồ linh ta linh tinh đó, mất một cái dãy đồ linh ta linh tinh luôn rồi. Chỉ còn lại mỗi may mà còn cái rương chứa khoáng sản ở đây. Nhưng mà đồ linh ta linh tinh của mình cũng có khá là nhiều đồ xịn luôn, nên khá là buồn. Trong tập này thì mình dự tính là mình sẽ đi mai, nhưng mà gặp cái chuyện này thì mình phải gọi là phải sửa căn nhà của mình trước thôi. Ai lại gây ra cái chuyện thế này chứ, khá là buồn luôn. Mọi người đừng quên để lại comment ở phía dưới nếu mọi người biết ai là thủ phạm của cái việc này nha, làm cho cái nhà mình cháy tan tành luôn. Quá là buồn, nhà mình xây mất bao nhiêu là công sức, thế mà giờ chỉ trong một nốt nhạc mình vừa vô thế giới thì đã biến mất tiêu luôn. Hey, khá là buồn bã luôn. Buồn bã thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ đi chặt mía cho đỡ buồn bã. Ngu dốt. Rồi thì mình đã thu hoạch hết hàng mía xong rồi, nhưng mà vẫn rất là buồn. Thế nên bây giờ mình sẽ chế tạo một cái rương. Rồi, và mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống đây và chế tạo cho mình một cái rương để mình còn chứa mấy cây mía thế như thế này, bởi vì rất là nhiều mía trong này luôn. Đó. Rồi và chắc bây giờ mình sẽ sửa lại căn nhà của mình thôi. Nó đã tan tành thành mây khói rồi, khá là buồn luôn. Không biết ai là nguyên nhân của cái vụ này. Phải có một anh. Ô, anh này có bán mũi khoan nè. Mua xịn nha, để mình mua một cái mũi khoan đi. Rồi, và trong tập này thì mình dự định sẽ đi mai, nhưng mà không, mình chắc phải cố gắng sửa lại cái ngôi nhà này một cách nhanh nhất nha mọi người. Rồi, nếu còn thời gian thì mình sẽ cố gắng đi mai trong tập này luôn. Và bây giờ để mình thu hoạch cái mía này luôn và để mình đào lại cái khúc này. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ cần chế tạo một cái xô, thì không biết ai là người tính chôn mình hay sao á, đổ một đống lava ở phía dưới. Không hiểu luôn đó. Để đổ một đống lava phía dưới làm hình như người cái đổ một đống lava phía dưới này làm cho mình gọi là làm cái sàn của mình có một vài cái cục gỗ đó, làm cho nó cháy, thế nên nó sẽ cháy hết căn nhà luôn. Quá là buồn luôn.
mất hơi nhiều nhiều nguyên liệu để gọi là tốn công đi đi chặt cây rất là nhiều để kiếm nguyên liệu cho việc chỗ này là gì? Để tốn nguyên liệu á cho việc xây nhà, nhưng mà không ngờ lại phá một cách nhanh chóng như vậy. Quá là buồn luôn. Hey, chắc bây giờ mình phải cố gắng xây nhà lại từ đầu thôi. Mình không để bị nản lòng được nha mọi người. Phải cố gắng hơn nữa, phải cố gắng hơn nhiều để có thể phát triển hơn trong cái thế giới mini world này. Và để bây giờ mình sẽ chế tạo một cái rương, một cái Và để bây giờ mình sẽ chế tạo một cái xô để mình có thể đổ nước lên hết cái đám nham thạch này để cho nó hóa thành đá rồi mọi người. Thì lúc đó thì mình mới có thể xây tiếp cái căn nhà của mình được. Và để bây giờ mình sẽ chế tạo một cái xô, cái công thức của cái xô đây. Và để bây giờ mình sẽ rồi bây giờ mình sẽ làm lại hết mấy cái này đó. Không hiểu ai chơi làm mình mất hết một đống thứ, rất là buồn bã luôn. Rồi, để bây giờ mình sẽ có cái với cái mũi khoan này thì mình sẽ đào hết mấy cái hắc diện thạch ở phía dưới đi. Đó, có mấy cái này là cái gì? Đá đen à? Mình không rõ cái tên của cái loại đá này nữa. Và nhưng mà mình đâu cần đào cái đá này phía dưới đâu, mình chỉ cần ốp một lớp ở phía trên lên thôi. Nghe có vẻ hợp lý đó. Rồi, để bây giờ mình sẽ đập cái cục đá này ra luôn. Hay là lợi dụng cái phần ở phía dưới này, mình sẽ trong vài tập sau mình sẽ xây một cái tầng hầm ta. Nghe có vẻ hợp lý đó mọi người. Nghe cũng có vẻ hợp lý. Mình sẽ gọi là phát triển dựa trên những khó khăn không thể. Rồi, để bây giờ mình sẽ lấy cái này luôn. Và ok, ở dưới đây có một tự nhiên có một cái sàn cho mình luôn nè, rất là hợp lý. Rồi, để bây giờ mình sẽ đi lên và chắc bây giờ mình sẽ kiếm thêm vài cục gỗ. Không biết là mình còn gỗ gỗ màu trắng này nữa không, để mình ốp lại cái để mình ốp lại cái sàn. Rồi, để bây giờ mình sẽ nhanh chóng ốp lại cái sàn nha mọi người. Rồi, và miếng cuối cùng. Rồi, ok. Như thế là mình đã ốp xong cái sàn rồi. Và còn rất là nhiều thứ để làm luôn, để hoàn thiện lại căn nhà của mình. Rất là mất thời gian luôn đó. Không hiểu luôn, ai lại chơi như thế nữa. Quá là buồn. Rồi, và bây giờ mình sẽ cố gắng ốp hết lại. Và như vậy. Cái cột vậy nữa. Rồi, cái cột mình sẽ ốp lên như thế này. Đó. Ok, chắc như vậy là ổn rồi. Và bên này nữa. Mất rất là nhiều thứ luôn. Rồi, và cái cột mình sẽ ốp lên cao như thế này. Con này nữa. Rồi. Không, nếu mọi người tìm ra người thủ phạm thì mọi người đừng quên để lại comment ở bên phía dưới nha mọi người. Không hiểu ai là như làm như thế. Thấy khá là buồn luôn. Căn nhà của mình tốn mất bao nhiêu thời gian để làm. Hey. Rất là khó hiểu. Và hiện tại thì mình đã hết thức ăn luôn nữa chứ. Không biết là còn thức ăn không. Ở đây có sắt nè. Rồi. Và còn gì nữa không? Chắc bây giờ mình sẽ nung hết 5 cục vàng này lên luôn. Rồi, như thế là mình đã có sắt rồi. Và bây giờ mình sẽ đi ra mình chắc bây giờ mình sẽ chế tạo một cái kiếm bằng sắt luôn đi. Rồi, và đây cái bàn chế tạo. Và chế tạo một cái kiếm bằng sắt luôn. Trang bị đây, một thanh kiếm bằng sắt để mình có thể gây thêm được nhiều sát thương chứ mọi người. Chứ bởi vì nếu mình dùng cái cây giáo này gây được rất là ít sát thương luôn. Và ok, với cái kiếm này thì mình có thể phòng thủ những con quái vật đó mọi người. Rồi, và để bây giờ mình sẽ thu hoạch mấy cây lúa này luôn. Rồi, được 3 cái hạt giống. Rồi, ở đây nữa. Rồi, chắc bây giờ thì mình sẽ chặt thêm một ít gỗ nữa đi để mình có thể hoàn thành cái khung luôn. One hour later. Đây, và cuối cùng là này. Ok, thì có vẻ trông ổn áp hơn rồi. Và mình chỉ có thiếu một cái mái ở phía trên thôi. Rồi, để thì trong thời gian nhớ tập đó mình sẽ cố gắng hoàn thiện lại căn nhà luôn. Và ở bên kia có một em quái vật kìa. Né né né. Hiện tại thì Monster đang gọi là đang treo máy đó mọi người, nên mình không có ngủ được. Nên mình phải sống chung với lũ là bằng cách thức thức khuya luôn rồi. Và ok, ở đây thì có một quả bí ngô còn chín nè. Nhanh chóng chặt quả bí ngô ra luôn. Rồi. Và như vậy là có vẻ ổn áp hơn rồi đó. Và hình như cái này thì đáng lẽ là mình phải thay thế bằng cái lóc gỗ này luôn. Đây, đáng lẽ mình phải thay thế bằng cái này luôn. Đó, chứ không phải là bằng gỗ thường. Còn ở bên này cũng có nữa nè. Đây, chỗ này thì mình sẽ thay thế bằng cái này. Đó. Có vẻ ổn áp hơn rồi đó. Và mình chỉ cần thiếu một chỗ bên này thôi.
Ok, để trong thời gian những tập mình sẽ cố gắng sửa lại luôn. Và mình sẽ đặt cắm đuốc ở trong nhà mình lên một phát. Đấy. À đâu phải. Cắm thấp thêm một xíu chứ. Đó. Rồi, ở phía này nữa. Nó trông có vẻ ổn áp hơn rồi đó mọi người. Chỉ cần thiếu cái mái nữa thôi. Không sao, nhà không có mái cũng được mà. Nhà không có nóc cũng vẫn là nhà. Rồi, và bây giờ mình sẽ trồng lại cái cây này luôn. Và ok, chắc bây giờ mình sẽ chuẩn bị một vài đồ đạc và chuẩn bị đi lên đường đi mai luôn nha mọi người. Chắc bây giờ mình sẽ săn một ít đồ ăn để mình đi xuống dưới mình còn có thể có kiếm cái gì ăn để hồi máu cái thứ đó mọi người. Ok mọi người, thì mình đã chuẩn bị được khá là nhiều thịt luôn rồi nè. Và bây giờ mình sẽ xuống đi mai một tí xíu luôn nha. Và ok, hy vọng cho tụi này mình sẽ tìm được kim cương đi. Rồi, và mình sẽ tìm lại cái đoạn hang hồi bữa mình đào mà mình thấy khá là sợ hãi nên mình đi lên đó mọi người. Có một cái hang khá là rộng. Mình đi đường nào quên mất rồi ta. Mình không nhớ cái đường lên của đường xuống của cái hang đó ở đâu nữa. À, đây rồi, mình đã nhớ đường xuống phía dưới rồi nè mọi người. Ok, và ở bên kia có một em quái vật nổ luôn kìa. Chưa gì đã thấy được cái em này rồi. Rất là xui xẻo luôn. Đừng có nổ, đừng có nổ. Ui giời ơi. Thấy chưa mọi người, nó cứ lắc lắc kiểu gì á. Khi mình tới gần nó phát nổ ngay luôn. Chứ nó không có gọi là sao ta, nó không cho mình cơ hội đánh luôn á. Không hiểu luôn, khá là khó hiểu với mấy em này luôn. Và bây giờ để mình đào đống than này một phát. Đó. Rồi, ở trên này nữa. Rồi, phía này. Ok, và mình sẽ đi theo hướng này. Và hy vọng là tìm được cái hang nào dài dài. Có một bé nhện. Rồi, này thì bé nhện. Và cắm đuốc ở phía này luôn. Ở đây là cái gì đây? Đây là than à? Ở dưới này có gì hay không? Ok, để bây giờ mình sẽ đào nhanh cái than này luôn. Em đó đi đâu là mình bất ngờ vậy? Mình nghe được tiếng trung nham ở đâu đây? Ồ, ở dưới này có một cái hang nữa này mọi người. Ồ, xịn sò. Ở này có nữa à? Ồ, cái hang này nó bắt đi đâu á? Khá là xịn luôn nha. Phải từ để mình đi lên phía trên chứ đã. Rồi, mình sẽ đi hướng bên trái trước và đây là hang cùng và mình sẽ hang hướng này đi. Ở đây có than nữa. Ở phía trên thì sẽ có sắt sắt. Và cái này là sẽ là hạng cùng đúng không? Đúng rồi. Và từ từ để mình bây giờ mình sẽ chế tạo một vài cây đuốc, thêm nhiều đuốc nữa đi. Rồi, 24 cây đuốc luôn. Và ở bên này có sắt. Ok, đào cục sắt này luôn. Hiện tại thì mình cần khá là nhiều sắt đó mọi người. Thì do mình cũng đã gần hết sắt rồi đó. Rồi, đào phía này luôn. Và mình hy vọng trong tuần này mình sẽ cố gắng tìm ra được kim cương nha mọi người. Vì mình cần kim cương để chế tạo rất là nhiều thứ luôn, rất là nhiều đồ quan trọng bằng cái có được chế tạo bằng kim cương luôn, như là kiếm năng lượng nè, như là cái bàn phù phép đó mọi người. Thì mình cần chế tạo bàn phù phép để phù phép cho những cái dụng cụ của mình có sức mạnh đặc biệt hơn. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi thẳng phía này. Và không biết có gì ở phía trước hay không, có gì nguy hiểm hay không nữa. Ở đây thì chúng ta có sắt, mình nghĩ cái này sẽ là hang cùng nữa quá. Đúng rồi, mình lại là hang cùng nữa rồi, nhưng mà không sao, cũng có sắt, một tí sắt mình cũng vui rồi. Ok, đào thêm khúc này nữa. Rồi, và ở phía này, nếu trong tập này không có sắt á, lộn, nếu trong tập này mà không tìm được kim cương á thì mình sẽ cố gắng trong tập sau mình sẽ cố gắng đi mai thật là nhiều để kiếm được viên kim cương đầu tiên nha mọi người. Rồi, và bây giờ mình sẽ đào theo khúc này nữa luôn. Bởi vì nếu trong tập này mình không có bị ai phá căn nhà thì mình sẽ dồn hết sức lực để tìm kim cương rồi. Nhưng mà ai lại đi phá căn nhà của mình không biết nữa. Rất là xui xẻo luôn. Và ở phía này, ở phía dưới thì sẽ có thêm một cái hang nữa nè. Ồ, xịn sò. Để bây giờ mình sẽ đào xuống phía dưới luôn. Bắt cầu xuống phía dưới. Và ok, không biết là ở phía kia có ai cắm đuốc vậy? À, hình như cái này là đuốc của mình lúc nãy. À, đây là đường lên. Ồ, thì ra là mấy cái này nó thông với nhau. Ồ, khá là xịn sò luôn. Và đến giờ mình sẽ đi lên phía trên để mình đào hết
tài nguyên ở phía trên đã. Ở đây thì sẽ lại có thang nữa nè. Rồi mình sẽ đào hết đám thang này luôn. Rồi ok, và phía này nữa. Rồi rồi, và đi lên đào thôi. Và không biết là tầng đây là tầng bao nhiêu vậy ta? Mới tầng 58 thôi, còn rất là lâu mới kiếm được kim cương quá. Chắc mình phải cố gắng đi xuống sâu sâu thêm một tí nữa. Nãy mình đi hướng nào rồi ta? Nãy mình đi hướng này, thì hướng này mình chưa có đi, phải không? Hình như hướng này mình chưa... Ui, mình nghe tiếng của con Ripper. Không, của con nổ đó mọi người. Khá là sợ. Hình như đường này được hang cục luôn rồi. Rồi và mình sẽ quay về hướng này. Mình sẽ đi xuống phía dưới đi. Cái này là hang cục phải không? Ok, là hang cục rồi. Rồi, vậy mình sẽ đi xuống phía dưới mình khám phá nha. Đầu tiên mình sẽ đi xuống phía này đi. Cắm cây đuốc lên. Ui, mình nghe tiếng con quái nổ là mình sợ thật sự luôn á. Rồi, phía này thì mình sẽ cắm cây đuốc phía này. Và đập cái cục sắt này trước mặt luôn. Cái cục sắt có một cục thôi. Kỳ cục hết sức. Mình sẽ đi thẳng phía trước luôn. Và hy vọng phía trước có nhiều khoáng sản hơn đang đợi mình ở phía trước nha. Và đào hết mấy đám sắt trước mặt mình đã. Rồi, cái này nữa. Ok, và đi thêm thôi. Cắm cây đuốc nữa. Và ở phía trước mặt mình có nước. Có nước thì mình hy vọng cái này không phải là hang cục nữa nha. Hoặc là mình tìm hang cục sẽ lắp cái đuốc này lại và lắp cái nước này lại và đặt cây đuốc. Phía trước mình là một cái hang. Có quái vật. Nhanh chóng đánh bại em này thôi. Ok, và tưởng cái này là hang cục nữa thì mình khá là xui cho mình luôn á, nhưng mà không phải, còn một cái đường đi ở phía trước nữa. Hay còn một cái đường đi ở bên cạnh nữa, mình sẽ nghiến ngang qua. Ở dưới này là cái gì đó. Em bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một vài cái đuốc nữa đi. Chế tạo thêm ít gỗ này và làm một vài cây ăn quả và cây đi bó đuốc. Ok, và phía trước là thang. Ở bên cạnh này có một em gì nè. Hình như là em này là em phù thủy hay sao á. Không biết là mình đánh em này được không. Ôi, mình đánh được em này rồi nè mọi người. Em này thì rơi ra được một cái ngọc lửa. Và được cái gì đây? Cái xương thầy cúng. Ôi, xịn sò thật sự nha. Ok, và mình sẽ đi xung quanh và hy vọng kiếm một cái đường xuống phía dưới, sâu sâu ở phía dưới nha. Bởi vì đây mới là tầng 58 thôi. Ở đây thì sẽ có thang sắt chứ. Đào mấy cục sắt ở phía này luôn. Rồi về đi thêm bên này. Đây là có nước rất là khó chịu luôn á. Sẽ lắp cái nước này lại. Ok, và đập cái này. Cái này thì sẽ có thang và là hang cục. Hiện tại mình có nhiêu thang rồi? Chưa được một stack nữa, để mình đào hết đám thang này luôn. Ok mọi người, thì mình ở phía trước mặt mình nè là mình sẽ thấy được một cái cục ngọc lục bảo. Và để bây giờ mình sẽ đào qua phía đó luôn nha. Ok, một phát hiện. Đây chính là chắc là cục ngọc bảo. Thì để bây giờ mình sẽ đào qua phía đó một phát luôn. Và không biết dưới này có kim cương không nữa. Mình đang khá phân vân là kim cương ở dưới này sẽ như thế nào. Và ok, để bây giờ mình sẽ đào xuống phía dưới luôn. Đặt một cái đuốc phía này. Và phải đào xuống phía dưới không ta? Tới rồi. Và mình sẽ đặt một cái đường đi lên phía trên luôn. Chứ không là mình sẽ quên mất tiêu đường về là xong phim luôn á. Rồi, và bây giờ mình sẽ đặt cái đuốc phía này. Và đặt cái phía này nữa. Ở đây thì có một cái ngọc màu xanh xanh, đó chính là ngọc à. Đó là ngọc gì mà cũng không nhớ rõ tên nữa. Thì khá lâu mình chưa chơi á. Thế mà cũng không nhớ tên của mấy cái loại ngọc nữa. Rồi, ở đây có vàng thì mình sẽ đào mấy quặng vàng này ra luôn. Rồi, và phía trước thì có quái vật thì mình sẽ đánh bại em này nhanh. Rồi, và đặt cái đuốc như thế này nữa. Ở phía dưới có một hang khá là sâu luôn nha. Và đây rồi. Đây chính là cọc ngọc lục bảo nha mọi người. Rồi, và bây giờ mình sẽ đào ra luôn. Được bao nhiêu viên ngọc lục bảo đây? Đá khổng tước chứ lộn. Cứ nhầm là ngọc lục bảo. Đá khổng tước. Ok, khá là xịn sò luôn. Và đây bây giờ mình sẽ tầng đó là tầng thứ 23.
thì không biết là hình như không không biết có tỷ lệ ra rơi ra kim cương hay không nữa, nhưng mà thấy rơi ra ngọc lục bảo là cũng khá là may mắn rồi đó. Và ở phía này thì sẽ có sapphire, ở phía này cũng có, ở phía dưới đây cũng có nè, rất là nhiều luôn nha. Và đem sợ mình đập cái đuốc này ra gắn vào phía này. Ok, và mình sẽ đào một ít sắt này luôn, cẩn thận những cái đường đây không mình lọt xuống phía dưới nữa thì khổ. Và đập hết mấy cái cục này ra luôn. Ok, và đập cái cục đá này luôn nha mọi người. Rồi, cái này nữa, đập cái này nữa. Ok, và sẽ đập hết cái này. Đây là cái đá lam. Ồ, cái đá lam này hình như mình có thể chế tạo được một cái xô. Cái xô đó là cái xô không thể bị bể đó, có thể múc được lava đó mọi người. Nếu mình với cái xô bình thường, cái xô đây nè, mình không thể múc được, mình có thể múc được lava nhưng mà chỉ sử dụng một lần duy nhất là cái xô đó bị bể đó mọi người. Nhưng mà với cái xô này thì có thể, với cái xô làm bằng đá khổng tước á thì có thể múc hòa luôn. Rồi, và ồ, cái hang này khá là sâu luôn á nha. Và mình sẽ khám phá ở phía dưới một tí xíu. Ở dưới kia cũng có đá khổng tước kìa. Và không biết ở dưới đây có kim cương hay không nữa. Để mình nghĩ nghĩ xung quanh thôi. Và ở đây thì có một em nổ nữa này. Em nổ này đã tránh ra chỗ khác. Tránh ra chỗ khác. Tránh ra chỗ khác đi. Rồi và ok, và cho bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một vài cái đuốc nữa đi. Rồi. Và hy vọng tìm được kim cương ngay trong tập này thì mình khá là may mắn luôn á. Rồi, để cố gắng tìm được kim cương trong tập này để gọi là để có thể vơi bớt nỗi buồn mất nhà đó mọi người. Rất là buồn luôn. Ui, ở đây có lại có đá khổng tước nữa nè. Cái đá loại đá này nhiều ghê. Và ok, ở phía này thì có đá lam nữa. Mình sẽ cố gắng đi đào ít đá điện luôn đó mọi người, bởi vì đá điện cũng khá là quan trọng á để mình chế tạo một số cái loại máy móc. Rồi. Ở dưới dưới đá điện còn có sắt nữa. Xịn sò ghê. Rồi, thì cái đá điện này á cũng khá là dễ nhầm lẫn với cái kim cương luôn. Nên hình như trong tập trước mình nhầm lẫn với kim cương hay sao á. Cái trong tập đầu tiên á mình dùng cái F5 để mình nhìn xuyên tường á, hình như mình nhầm đá điện với kim cương hay sao đó mọi người. Rồi, ở đây còn cái đá điện nữa. Và mình sẽ đào hết đám đá điện này ra một phát luôn. Rồi, mình sẽ cần rất là nhiều đá điện trong những tập sau á, bởi vì mình chế tạo thêm một số loại cái máy móc bằng số loại máy móc tự động hóa đó mọi người. Rồi, và bây giờ mình sẽ đổ hết lava này ra để mình có đường đi đó mọi người. Mình múc cái xô để mình dùng cái công việc này nè. À, và ở bên đây sẽ có gì? Ui, đây là kim cương. Ui, xịn sò chưa? Và đây là quả kim cương đầu tiên của mình. Rồi, và được bao nhiêu cục kim cương đây? Sao rơi ra duy nhất một cục vậy? Nhìn kỳ lạ vậy? Kìa, cho tôi thêm nhiều đi. Tham lam. Ồ, rơi ra đúng một cục thôi kìa, nhìn có vẻ cay không? Khá là buồn luôn đó nha. Nhưng mà thôi, được một... ở phía này có cái gì nữa nè? Ồ, có một lòng farm quái. Ở dưới này có gì đây? Chúng ta có đá đen và... Ồ, từ từ. Có em nào quấn mình nè. Này thì quấn chúng tôi. Này thì quấn với chúng tôi. Và có hình như đây là cái chỗ mà mấy em nhện sinh ra, mấy em nhện spawn ra. Đó, lại nữa, lại nữa. Lại nữa, lại nữa. Ok, mình sẽ đi ra cái chỗ này nhanh chóng thôi. Rồi, và bây giờ mình sẽ nhí nghía xung quanh đi. Ở bên này thì có sắt nữa nè. Rồi, và ok. Ôi, mình sẽ đào hết đám sắt này ra một phát luôn. Và đào hết đám đá điện này ra một xíu. Rồi. Chắc bây giờ mình đào hết đám đá điện này ra thì mình sẽ kết thúc tập này tại đây luôn nha mọi người. Bởi vì ở tập này mình cũng đã khá dài rồi đó. Mình sẽ cố gắng đi mai trong tập sau thật là nhiều kim cương vào. Bởi vì trong tập này mình bận một công việc, đó là sửa lại ngôi nhà của mình á. Nên không thể có đi mai được nhiều á mọi người. Thì trong tập sau mình sẽ cố gắng đi mai hết cái chỗ này nha. Và ok, thì nếu mọi người thấy video của mình hay á, thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ. Mình đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Đừng để đó là động lực để mình làm ra những video tiếp theo đó. Ok, tạm biệt mọi người. Gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.